cái gì ăn luôn hết trơn. Em ơi, em dậy đi, dậy anh nấu đi. Bây giờ nhà không còn cái gì ăn, ăn mì gói hoài à, mệt quá. Ăn bây giờ nó nổi mụn nhọt ngay lưng luôn á. Thì sao? Bây giờ anh nghĩ là cái tiền lương của anh đó, em đưa cho anh đi. Ở tiền của em tự em ăn. Máu người mình bây giờ mà muốn ăn gì ăn đi, tự nhiên bắt ăn mì gói hoài à. Ta đầu tư lớn mà. Đầu tư cái gì? Bây giờ em trả lại một nửa cho anh đi. Anh không muốn đồng cam cộng khổ với em nữa hả? Mệt lắm anh, giờ anh mệt lắm, anh muốn có thịt, có cá rồi anh ăn cho nó khỏe. Mệt quá, khỏe em. Vậy em bao giờ làm việc lớn được hết á. Nè, hết tiền ai nấy quản lý đi. Em mốt em giàu mình em. Cái gì? Đó, đó, một nửa đó của anh đó. Em đừng có nấu là em lấy hết tiền lương rồi tiền dành dụm này em đầu tư vô cái vé số nha. Đúng rồi, em lấy hết tiền dành dụm của hai vợ chồng mình em đi mua vé số rồi. Em gửi chỗ đại lý vé số á, xong rồi mỗi ngày người ta trừ ra người ta đưa mình 20 tờ. Anh yên tâm đi, chỗ này em nghiên cứu kỹ lắm rồi. Cái đại lý này nè, nó từng bán vé số cho một người mà người đó là trúng mấy tỷ luôn. Thì sao? Đâu, bây giờ tới lượt tụi mình trúng thì sao? Nhưng mà đầu tư em có thấy ai mà tự làm giàu bằng cách mà đầu tư vô mua vé số không? Dạ cô. Chào cô. Chào tụi con. Dạ. Yeah. Trời, cô vừa mới đi tới cửa, cô nghe thằng Hải nó nói một câu mà thiệt á. Cô thấy nó giống như nó có một cái gì đó, nó trời, nó rần rần trong người vậy đó. Rần rần vậy cô? Vợ chồng tụi con đã trúng vé số rồi. Trời đất ơi, trúng độc đắc rồi. Mấy đứa nhỏ nó đứng nó báo cho cô mà cũng xỉu luôn vậy đó. Cầm vé số lên, dò nhanh lên. Bắt đầu nè. Yeah. Dãy số độc đắc mang ký hiệu 765421. Đúng đâu em ơi. Đúng đâu, không phải là mơ. Anh không có mơ hả? Không phải là mơ. Em có mơ không? Cô tán cô một cái con, đi cô. 20 tờ nha con. Tụi nó nói con mua hồi sáng là 20 tờ đúng không? Đúng rồi. Chúng độc đắc luôn 20 tờ. Trúng rồi. Giàu rồi em ơi. Giàu rồi anh ơi. Bây giờ mình cái việc mà mình phải làm bây giờ là mình phải suy nghĩ làm cách nào để mà tiêu hết số tiền đó em hả? Yên tâm đi, có người tiêu phụ. Cái điều này là phải đi lãnh tiền. Phải đi lãnh tiền đúng không? Bây giờ phải đi lãnh tiền. Bây giờ đi lãnh tiền ở đâu em ạ? Trời ơi, nhìn tụi nó điên loạn mà tôi cũng điên loạn. Lấy điện thoại. Bắt xe liền đi Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu lấy tiền. Con có vậy? Con Liên ơi. Con Liên. Đi giờ gia đình con đi Vũng Tàu với tụi con luôn. Con bao hết. Bao hết. Phải đi lên núi. Bây giờ mặc đồ ấm đi liền lên Đà Lạt. Đi Vũng Tàu lãnh tiền trước rồi muốn đi Đà Lạt chơi sao? Đúng nào? Không. Đi cái vé số là trúng ở trên Đà Lạt. Cái vé số của tụi con mua là Vũng Tàu hay Đà Lạt? Dạ. Mà Vũng Tàu. Tàu. Đâu vậy là cầm đâu? Quỷ bà đứng ở dưới nó làm rần 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 ở dưới quán cà phê vậy đó. Bây giờ tao phải xuống tao chận họng nó liền để nó tới tay ông hai tay ông một cái nha. Tao nói mà ông đồn một cái mà dòng họ hai bên tụi bay mà bắt xe lên đây xin tiền không ha. Xong tụi bay á đưa tiền ngược cho người ta trở về quê không tụi bay tàn hạt đó. Hiểu không? Để tao xuống tao nói liền. Sai rồi. Thôi em ra đại lý vé số. Em kêu người ta trả tiền lại. Không, em đừng có lấy tiền lại. Sao vậy? Anh nghĩ là vận may đang sắp mỉm cười với vợ chồng mình đâu. Em thấy không? Mình trúng vé số hụt đó là một cái điềm béo đâu. Em hiểu không? Em cứ đỡ đi. Vợ chồng mình vẫn tiếp tục mua vé số. Chơi nữa hả? Chân. Rồi sao? Bữa nào mua con gì? Con rắn nữa ha. Mình có bao lô không? Chào anh ơi. Em nuôi con rắn bữa giờ rào. Nuôi mà nó không có ri. Em sợ lắm. Thôi chắc em không ri nữa. Sai. Trời làm gì mất kiên nhẫn vậy? Mình phải nuôi từ từ. Nó mập rồi mình mới trúng. Nói nào ngay. Ông Sáu Thọt. Sáu Thọt kìa. Ông Sáu Thọt đó ở đầu hẻm hả? Nuôi con chuột.
mê con chuột nuôi cho nó mặt mình, chán nản bỏ con chuột qua quánh con heo bự hơn. Bà hai bà nhào vô, bà quất liền, bà trúng liền. Trời ơi, mặt không phải con chuột thường đâu mà chuột cống nha. Chuột cống là chuột cống mà mẹ ăn được không hả? Mẹ ăn được chuột cống hả? Sao mày hả? Dạ tao chưa có thấy ai mà nuôi chuột cống hết trơn á mày. Bộ điên hay sao nuôi chuột cống? Trời đó, coi cái bản mặt mày từ xóm trên mày lết xuống xóm dưới, bây giờ mày nhoi về xóm giữa hả mày? Hả, mày gặp tao là mày tới số rồi. Dạ, mày cứ biệt danh là thằng Hoàng Đề. Mày vô đây mày rủ re người ta chơi đánh đề phải không? Cái thằng Hải kia mày đánh đề phải không mày? Chú hai, hai tiêu, tụi con đang bèn cái chuyện là làm ăn, chuyện mà chăn nuôi cái con này con kia để mình làm ăn cho nó. Đúng rồi, sổ đây. Mày đứng im đó, mày đứng im. Đây nè, đây nè, ba, đây nè, rõ ràng không? Thấy chưa? Lô nè, lô gì nè, thấy chưa, thấy chưa? Đầu quá ha. Mày ha, nãy giờ ngồi á, nghe nói cái vụ nuôi chuột, tao tưởng tụi bay á là có quy trình nuôi chuột. Tao đâu có biết là tụi bay đánh đề vậy. Đi ra liền khỏi quán của tôi liền. Gì vậy bà nội? Trời đất ơi, tự nhiên thằng này nó rủ tôi qua đây uống làm như tôi thèm vô uống cà phê bà lắm vậy. Tao kêu con ăn hết mày không? Đó, quay cà phê dở mà còn hung dữ nữa. Trời, trả tiền hoàn, trả tiền hoàn. Phát như cái chân tôi bây giờ. Mày, 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 à, con Dung đâu rồi? Dung ra, cô đừng có nấu giờ con đi bất công hơn. Dung! Trời ơi, xuống biểu mày. Mày làm sao mày để cho chồng mày nó chán mày, giờ nó đi chơi đề kìa. Trời đất, con cái gì vậy trời? Chỉ sao vậy? Nuôi gì nuôi con chuột cống hả? Trời, nuôi cái thứ mà tao sợ nhất luôn à. Em không có hiểu cái gì hết á. Mất mặt quá à. Nói em bao nhiêu lần rồi, chơi vé số thì được, chơi đề là làm sao? Trời, về vé số mà mua bữa giờ mình có đề đâu. Đành khó, nó khó trúng lắm chứ được có dưỡng. Đánh đề nó mới mau trúng. Trúng gió thì có á. Đánh đề bữa giờ có thấy trúng gì đâu. Mày đó nghe, mà mày dính vô đề đó nghe, tao nói cho mày biết rồi mày tàn mạc. Mày không ngóc đầu lên được. Cô chú không có hiểu được con. Cô chú về là cô chú cổ hủ. Bây giờ con đang nuôi con rắn đúng không? Con rắn nó đang dài khúc này, ngày mai con không đánh, ngày mốt con không đánh, cái xong mà nó dài ra khúc này, cái nó trúng. Bây giờ cô chú có đền cho con được vài tỷ hay không? Trời đất ơi, nó điên đề. Trời ơi là trời, điên cái gì? Ma đề nhập đó rồi đó. Tao mà có cái kéo là tao cắt cái mỏ này rồi đó nha mày. Nha, mày liếc ai? Bây giờ mày nói mày nuôi đề phải không? Mày nuôi con rắn đúng không? Được rồi, mày nuôi con rắn đi. Rồi công an tới đây nuôi mày. Ha, tao bây giờ tao tiến thẳng lên công an phường. Cái tao nói ở đây nè, có một cái ụ đánh đề. Không, à, không phải ụ. Một con ma đề, ủ gì? Ờ, một con ma đề mặc áo xanh. Đó. Áo xanh đột chuối, áo thun, trong áo sơ mi. Đó. Mày quá rồi ha. Mày nói ai dè hả? Bỏ cái dè dè đi nha mày, nha mày. Giờ tao tiến thẳng lên công an, tao báo cho mày biết ha. Chứ hội công an nè, tiến thẳng tới đây nè, hốt mày. Đó, giờ tao tiến thẳng lên công an nè. Chú, ở chú có báo công an chú hả? Chơi đề là phạm pháp á. Chơi vé số không sao rồi. Thôi dạ. Chú Hai Tèo nói đúng đó. Thôi đừng đề đóm nữa con. Thôi nói chung là vậy đi, làm ăn đi. Rồi á, lâu lâu dư giả thì coi như là mua vé số, ít nước lợi nhà, vậy đi. Theo không cô lẽ... là vậy đó. Không lẽ không có ai vào nhờ trúng số trời. Rồi nếu mà giờ tụi con ghiền quá thì để cô giới thiệu cho. Có người kia kìa. Ờ, tao giới thiệu qua rồi hỏi kinh nghiệm ổng mà quánh vé số. Ai vậy cô, ai vậy cô? Hồi năm ngoái mới trúng số đó. Mày quên hả, ông Tám Cục lái taxi đó. Trời ơi, tao Tám Cục mà lái taxi vậy cô? Thì bởi vậy mới là siêu. Dạ. Năm ngoái ông trúng số không cô? Ừ. Năm nay ông làm tới cỡ nào rồi? Năm nay là xuống ba gác rồi. Hả? Có tài năng gì mà chồng có tài năng gì nè? Ai nói vợ không có tài năng? Vợ là có tài năng tuyệt phẩm luôn. Có nghĩa là hả, pha cà phê bằng nước lạnh. Cái gì mà quên. Còn chồng ha, có tài đó nha. Tại vì
ăn bún bò bằng hai cái lỗ mũi. Bố ông bị sặc. hai cái cổng bốn lần đâu. Ông bị sặc. Nghe đó nghe nè. Có cách nào mà hai đứa cưng nói chuyện chị chọt vô một câu được không? Hai đứa vô ngồi nói chuyện không hiểu gì hết. Mời đứa đi. Ê, nào bây giờ nói để cho chọt nè ha. Chồng muốn tham gia với cái game show đó để làm gì vậy? Anh muốn tham gia, anh muốn lên để khoe cái hạnh phúc của vợ chồng mình. Nói chung là vợ chồng mình á là đặc biệt nhất cái khu phố này. Thôi thôi gì, mình phải lên TV chứ. Thôi mắc cỡ lắm. Rồi biết đâu mình nổi tiếng. Lòi ra cái vụ mà vợ hơn chồng tuổi nó mắc cỡ nữa. Sao lo bằng mấy tuổi lần đó. Thì nhìn mà còn già chứ sợ già. Có gì đâu, bình thường mà. Quên chị, quên chị em phụ nữ nha, chị quên. Cứ nói cho bị hố liền, bực mất à. Thôi, không chịu đâu. Không có tham gia gì trên cùng vợ chồng. Chồng muốn làm gì chồng làm đi.